Chào cả nhà trở lại. Điều gì giúp con trẻ thành tài? Các bạn có tự hỏi điều gì giúp con trẻ thành tài khi nuôi dạy con cái, dù trong tâm rất muốn chúng nên người, mai sau thành đạt? Trước tiên, hãy ngồi xuống tĩnh tọa, tâm yên ắng. Trước là quán xét lại bản thân, quán xét chính mình, sau là quán xét những người mình quen biết. Điều gì giúp chúng ta thành công trong cuộc sống? Có phải từ nỗ lực, nhẫn nại, chân thành? Có phải từ bố thí, trì giới, nhẫn nhục? Và còn nhiều điều khác, nhưng không ngoài 6 điều trên, chúng đại diện cho sống thiện. Nỗ lực để vươn lên từ nghèo khó, nỗ lực vươn qua khó nhọc. Nhẫn nại hay kiên trì với những mục tiêu, không có hạt giống nào hôm nay trồng mà mai lại có trái ngọt. Và không thể thiếu lòng chân thành. Lòng chân thành mang đến may mắn. Mai mắn sẽ đến từ nỗ lực, nhẫn nại và chân thành. Mai mắn có được từ sinh thần bát tự mỗi người. Vận khí mỗi người khác nhau. Hãy tự hỏi vì sao nhiều người có phước về tài lộc, phước về danh vọng, phước về tình cảm. Ta thì lại không, có phải do số mệnh? Hay nói hạt thóc, hạt gạo là do duyên tiền định. Khải Toàn nhận thấy có những mệnh thậm chí không cần nhiều nỗ lực và kiên trì, nếu có thời vận may có thể thành đạt. Tuy nhiên sau đó đứng khó vững. Người có đức tính, nỗ lực, nhẫn nại, chân thành, khi thành tài vẫn tiếp tục tiến bước, không dễ gục ngã. Vì thế dạy con trẻ, nỗ lực, nhẫn nại, chân thành là điều thiết yếu cơ bản. Ví như một người tập thể thao, không quan trọng một ngày tập bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, quan trọng là đều đặn mỗi ngày trong rất nhiều năm. Bản thân ta hay những người ta thấy họ có sự thành tựu viên mãn trong đời sống, không thể thiếu hạnh, bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Bố thí là cho đi niềm vui, cho đi giúp đỡ, cho đi sự sân giận, sự đố kỵ. Người biết bố thí chặn được tâm tham để tâm được an vui. Trì giới là giữ đạo làm người, giữ luật lệ, môi trường sống. Từ trong nhà, xã hội, nhà trường hay bất kỳ nơi nào mình đến, người biết trì giới sẽ không phá giới, không dễ bị cám dỗ của ngũ dục làm mê mờ, không tạo oán, tâm thân được an ổn. Nhẫn nhục là hạnh của bậc trí. Mọi thành tựu bắt đầu từ pháp nhẫn. Nhẫn của thế gian là kềm cơn giận, nhẫn của bậc trí là nhẫn vì lòng bác ái, từ tâm từ bi. Nhẫn với người giúp mình, nhẫn với người tổn mình, nhẫn với tự nhiên, nhẫn trên đường tìm thầy lành. Hay nói nhẫn nhục độ sân giận. Vì vậy Khải Toàn xin các bạn quán xét, mong con cái thành tài hãy dạy chúng sống nỗ lực, biết nhẫn nại, biết chân thành. Tập bố thí, tập trì giới, tập nhẫn nhục, may mắn sẽ tìm đến. Một đứa trẻ được giáo dục như thế, dù chúng có thành tài hay chưa, chúng sẽ hiếu kính với cha mẹ và được nhiều người yêu mến. Bàn về con cái hưởng phước từ cha mẹ. Con cái được hưởng phước ít nhiều từ cha mẹ, ông bà nếu sinh ra trong gia cảnh tốt. Gia đạo có tín ngưỡng, sống thiện, có giáo dưỡng chân thiện sẽ thêm hạt giống quang minh cho trẻ. Phước chia thành hai loại, phước tài vật và phước trí tuệ. Ngày nay rất nhiều trẻ được cha mẹ cung phụng vật chất, cho học trường tốt, không thiếu thốn hay khó nhọc. Được phước học trường tốt trong gia đạo có tiền của là mơ ước của bao nhiêu người. Tuy nhiên phước này không khéo sẽ thành họa, nếu không được giáo dưỡng phù hợp chúng sẽ ỷ lại. Người sinh ra trong gia cảnh giàu có làm sao hiểu được sự vất vả của cha mẹ khi xưa tạo dựng cơ nghiệp. Cha mẹ giàu có từ tự lực, do khi xưa đã nỗ lực và kiên trì trong cuộc sống. Nếu trẻ có được phước trí tuệ từ cha mẹ truyền lại, đây chính là nền tảng cho mai sau con được thành tài, vì cha mẹ biết dạy trẻ làm người. Ngày nay không hiếm người có đủ vật chất, cho con gian phòng riêng to lớn, mời thầy cô giáo dạy riêng, thậm chí xem đặt tên, đặt pháp khí, mong con được học hành tốt hơn. Chúng ta hay những đứa trẻ no đủ vật chất nhưng thiếu tình cảm và thiếu sự quan tâm từ cha mẹ, thế thì những vật chất ấy không nhiều ý nghĩa.
Một gia đình cho con phước vật chất và trí tuệ trong giai đoạn tiền vận, gia tăng đáng kể sự thành tài trong tương lai. Một người sinh ra trong gia đạo kém êm ấm phải mất rất nhiều năm và bao khó nhọc mới có thể vươn lên. Khải Toàn đã xem qua cả ngàn người, có những mệnh lúc nhỏ rất khó nhọc, cần phải làm con nuôi, cần đi xa mai ra về sau mới được an ổn. Vậy chúng ta có bao giờ tự hỏi phước từ đâu có, họa từ đâu sinh? Tại sao ta không sinh ra trong gia đình kia mà sinh ra trong gia đình này? Có phải do sự cộng nghiệp, do những chủng tử có sẵn trong A Lại gia thất chiêu cảm và cộng nghiệp? Tất thảy là do nghiệp nhân quả báo. Muốn mai sau con cái thành người thiện, ta phải giáo dưỡng từ lúc còn thai giáo. Có một điều vô cùng mật thiết trong việc nhận phước: dù bạn cho trẻ bao nhiêu phước lành, chính số mệnh chúng phải có phước mới được hưởng. Bạn có để lại cho chúng một tủ tiền vàng, mệnh của chúng không có tài khố, một đồng cũng không thể dùng. Vì thế khi hết lòng chăm lo vật chất và tình cảm cho chúng, chúng nhận được thì tốt, không nhận được tức chúng chưa đủ phước duyên. Đừng để việc ấy, đừng để đứa con ấy làm mình đau khổ. Vì khi bạn thường xuyên đau khổ phiền não, sẽ sản sinh từ trường kém lên chính mảnh đất mình sinh sống. Ba giai đoạn giáo dưỡng quan trọng của con người. Giáo dưỡng tốt một đứa trẻ là nền tảng cho gia đình xã hội an hòa, cho xã hội được an vui phát triển. Tổ sư Đại Đức dạy, chính phủ muốn tìm nhân tài, phải tìm đến những gia đình có những đứa con hiếu kính. Trong ba giai đoạn giáo dưỡng, giai đoạn thai giáo là vô cùng quan trọng. Một giọt máu từ bào thai hình thành được trợ duyên bởi A Lại gia thức, sau đó bảy thức còn lại nương theo. Giai đoạn thai giáo viên mãn nhất của một bào thai chính là sự hòa thuận của cha mẹ. Càng viên mãn hơn khi được cha mẹ nói chuyện với mình, được cho nghe nhạc thiền, nhạc Mozart, nghe kinh, giúp cho trẻ, giúp cho trí não của trẻ không chỉ phát triển tốt mà còn tăng trưởng chủng tử thiện lành. Trong nhiều năm qua, Khải Toàn rất lưu tâm về vấn đề giáo dục nhân quả này, và nhất là giai đoạn thai giáo. Đã từng theo dõi và chứng kiến những đứa trẻ sinh ra được trộm vía, ăn khỏe, ngủ ngon do được cha mẹ ăn hòa, cho nghe nhạc thiền, nhạc Mozart, cho nghe kinh. Ngược lại, những đứa trẻ sinh ra khó nuôi, nhiều bệnh, đa phần trong giai đoạn thai giáo, cha mẹ bất hòa hoặc kinh tế gia đình thiếu thốn. Tất thảy do nhân quả và cộng nghiệp. Trong ba giai đoạn giáo dưỡng, bỏ qua thời kỳ thai giáo là điều rất đáng tiếc. Tuy nhiên, vẫn còn cơ hội sửa đổi khi trẻ trước 3 tuổi. Trước 3 tuổi, không dạy dạ thưa, không dạy hiếu kính và những sự tự lập cơ bản. Sau đó, thật khó để sửa đổi vì đứa trẻ ví như tờ giấy trắng. Một đứa trẻ đủ phước duyên sẽ cộng nghiệp trong gia đình có tín ngưỡng lành. Người theo Phật dạy con niệm Phật, người theo Chúa dẫn con đi lễ. Trẻ được như thế là phước báo lớn nhất, không vật chất nào có thể so sánh được. Giai đoạn giáo dưỡng thứ ba là trước 15 tuổi. Giai đoạn này chúng hoàn toàn copy những hành động, lời nói từ cha mẹ. Cha mẹ sống như thế nào, chúng theo thế ấy, dù cách thể hiện khác nhau. Một cô sinh năm 81 ở Gò Vấp kể với Khải Toàn rằng: đứa trẻ học lớp 7 nhà em, nó dạo này rất tánh rất kỳ, rất sân si, tỏ ra hơn bạn bè trong lớp, có nhiều lời nói không phù hợp độ tuổi. Khải Toàn đáp: chị hãy xem lại trong căn nhà nhỏ hẹp này, trong những năm qua chị xem tivi kênh gì, lướt điện thoại nội dung gì, nói chuyện với hàng xóm bạn bè ra sao, và xem cả đối tượng của bạn con mình. Khi ấy chị mới vỡ lẽ: thân khẩu ý của chị trong bao năm qua, điều hay con không học, chúng toàn copy những điều bất thiện. Các bạn nghĩ xem, đó có phải từ nhân quả từ quá khứ? Trong ba giai đoạn giáo dưỡng, mỗi giai đoạn có nhân duyên khác nhau, nhưng không ngoài nghiệp nhân quả báo. Trong từng giai đoạn, nếu có nhân tốt, về sau sẽ có quả lành. Sau ba giai đoạn giáo dưỡng, đến bốn nền tảng giáo dục. Một đứa trẻ có thành tài, xã hội có an vui hay không, không nằm ngoài bốn nền tảng giáo dục này:
từ nhà trường, xã hội, gia đình và tôn giáo. Khải Toàn nhiều lần đề cập vấn đề này, dành thêm ít tâm của mình, mong sao cho tương lai xã hội con cháu của chúng ta được an hòa. Dù bạn có làm quyền cao chức lớn, không thể một sớm một chiều có thể thay đổi được cả một nền giáo dục từ nhà trường hay xã hội hiện nay. Nhà trường ngày nay dạy trẻ thi đua, dạy cạnh tranh rồi đấu tranh. Phụ huynh ăn ngủ không ngon, tâm bất an mỗi khi chuyển trường. Dù là trường nghèo hay trường giàu, mấy ai có thể nêu điểm sáng về sự giáo dục chân thiện ở nhà trường hiện nay. Giáo dục xã hội còn hoảng hốt hơn. Ngày nay người trẻ bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội. Những mạng xã hội có nhiều nội dung thiếu kiểm soát. Cha mẹ không đủ thời gian kiểm soát. Tâm trí non trẻ của con càng không thể chọn lọc được giữa thiện và ác. Hệ lụy là nhiều hành vi ngôn từ gây thù địch trên mạng xã hội từ người trẻ. Sự giáo dục gia đình ra sao khi xã hội ngày nay chúng ta dành quá nhiều thời gian để mưu sinh, rất ít thời gian chăm lo cho con cái. Phát cho chúng cái tivi, phát cho chúng cái điện thoại, tha hồ mà xem. Nếu có dành thời gian cho con thì mỗi gia đình chúng ta dạy con trẻ điều gì? Có dạy con trẻ học làm người? Điều này các bạn tự suy xét. Giáo dục tôn giáo là một vũ khí tối cao, là một linh đơn kỳ diệu. Giáo dục tôn giáo nếu biết dùng phù hợp là không thể nghĩ bàn. Nhưng tiếc thay không nhiều bậc cha mẹ học kinh, thành ra không hiểu giáo lý trong kinh, thật khó để truyền lại cho con trẻ. Dù bạn có là một cha mẹ cực kỳ thông minh, dùng trí thông minh để dạy cho con nhỏ, nhưng chưa hẳn đã viên mãn. Vì bạn chỉ dùng cái trí của thế gian, cái trí của vài mươi năm ngắn ngủi dạy trẻ, không thể sánh bằng giáo lý hàng ngàn năm trong kinh điển. Cái trí thông minh của chúng ta ở đời này khá hạn hẹp, lại bị tình cảm quyến thuộc che lấp, bị chấp ngã che mờ, khi dạy trẻ khó lòng viên dung. Hãy thử nhớ lại, bạn đã dành rất nhiều tình yêu thương tình cảm cho chúng, dành bao điều tốt đẹp cho chúng, nhưng chúng không nhận và từ chối tấm lòng của bạn, bạn có giận không? Nếu có giận, tức bạn đã bị thức mặt na che mờ lý tánh. Bạn là người, bạn làm điều tốt ấy chính vì bạn, không phải vì con của bạn. Tóm lại, điều giúp cho con trẻ mai sau thành tài không quan trọng bằng giúp cho con trẻ có cuộc sống an vui, không nằm ngoài sự giáo dục nhân quả. Để thấu đạt được sự giáo dục nhân quả và dạy cho con trẻ, chính bạn phải nghe giảng kinh và thực hành lời trong kinh. Khi đủ công phu, tự khắc dùng trí tuệ bát nhã dạy cho chúng. Bạn dùng tâm từ bi dạy cho chúng. Và đứa trẻ ấy sẽ đủ phước duyên sẽ nhận lấy những hạt giống quang minh từ chính bạn. Hãy toàn cảm ơn cả nhà đã xem. Chúc cả nhà tâm thân an lạc.